Sự ơ tá bằng gái lây, ơ tá cà dòng ơi bì xã lung ngốc ta huyện Hiệp Đức, y hít cu nị dìm tốt, gây đút nát rắc lít chặt khu dấu ấn ta khu ngài lung bò Trường Sơn. Chập hít lễ hội rắc khu gây đút nát ta mồi biết, mẹ ơ tá cà dòng ơi cô, ơi chỗ chặt hít cu nị đút nát ta cá bồi nào. Chiều cá bồi nào, lỡ nâu tổ khu ngài cà dòng vì cảm ơn, thì giá nót, dạ ngài hoào gây, khởi âm vi y chặt khu gây cá, sức khỏe, y chặt gió cả bồi chí, bồi Việt Nam. Ngài ca dông ở bị xã lung ngốc tại huyện Hiệp Đức ý nỉ rết ruôi khỏi tuốt tương nát. Chụp chọc điếc tại ngài ca dông, vì tin là chụp chọc ở lây nôn ý hoào. Tôi vào bỏ giá cho chọc bề lế, ngài ca dông vì hành chiêu, tôi vào ý mê, ý giá chặt mùa màng hít. Bài lọ khu hi khai mê giấc muối, nâu mọc khỏi bỏ bồi tát ở dếc, chả giác lọ nam, ở đá ca dông vì bỏ hi cá bồi nào. Câu lò nào đổi vi lò nhiều tốt, dạ nó khỏi âm với y dạ chẳng mua mua hết. Trước đây họ lấy công với nhau, cả làng là đều đi xúc cho nhà. Rồi câu lò tí khu lê nghiên lạp dục chung chụp tì bào, tí lê nghiên lạp xúc chung, nâu một hơi sọt tát, mẹ nghiên nó tết kế nghiên tạ lò nam, ác nó cá bồi nào. Cá bồi nào tát, lò khu chụp khu nghe ta ly, nghe mế vi cả riêng đặt bột vi chụp ói cá bồi nào. Mừng luôn mới. Nghi thức mọi nhiều buổi nào đặt ngài ca dông do khu nông giá, ngài ý uy tín rõ nhiều hơn tốt. Khu gây mọi nhiều ở do cá buổi nào ngài ca dông, ý khu buổi nhan, buổi nào, do môi, khu chu, khu yêu, diên gúc, đặt khu cá đá, bảy khu dập gúc, tia khu mát ni, khu chip, bảy khu bró. Nếu mọi khu gây nhiều trả cho đi, mẹ lò nào trả trả ngài vì nhiều, vì trả gâu, bài âm trả lọt hoa gây vì lót. Chụp nó mà đầy nhiều cả buổi nào, khu trò chơi đút nát, mở rắc khu nỉ gai đút nát, tạo ơ tá mồi ca dòng tia bị bôi, sụp bắn, bró bồi nhan, phải chít, y hít khu ơ tá vì một bró. Về văn hóa của mình nó có độc đáo ở đây là nó có cái nhảy lúa. Nít là văn hóa ta biết ơi cô, y hít lò nhảy múa, và y chặt tổ chức, y khu gai cá mò hi bay nhiều, lò nghiên mở bay độc y tia khu bồi nhan, bắn ốc, và khu chí tia khu chỉ nhau. Chú nhê vì rõ cá bồi nào đặt môi, tía khu chụp lây, liếc cá là nhê bảy khu bột yết, tay tiếc mẹ hào. Đây là một sự kiện rất quan trọng và đặc biệt tạo nành móng. Câu là hiên dừa bởi dũ thiếu, bảy là nền chỗ nập chặt khu nịp rõ xuôi bảy khu thu hút, bắt khu lĩnh vực văn hóa đẹp nát, du lịch cộng đồng, nhất là khu du lịch cộng đồng bảy rõ hít đã môi, khu cây đứt nát đã vi, đồ giả rõ công tác hít chặt khu du lịch ở Bắc huyện. Nâu khởi tạch nhiều cá bồi nào, lò chót nâu phần hội chọc khu chọc tổ chức, tiểu mế lò chọc mút múa, nút đặc khu ơ tá cà dòng lung ngốc, chọc cày đi đút nát, nhau ạc eo, đeo tại ơ tá cà dòng vì hạt tiếu, tiên tiên hạt bài bu tiểu khu chọc do môi, mút lò khu chọc chọc múa, muối chặt khu lọc gắt. Cả bồi nào tại ơ tá cà dòng ở xã Phước Gia tại huyện Hiệp Đức, bày tỏ rất ý nghĩa mò cảm ơn chặt khu nồng giá, dạ ngài. Hoàng gai mà oi lò nâu ở tá vì grab tì bào vì lê lao. Lò mế bỏ khu lây vì thầm đục đế, văng bỏ cả kinh tế chậm tì bào, từ vỏ bay bạc ngoát, bỏ nỉ rê ruôi phi phố bài hạnh phúc.